Chào 500 anh em ha. Đây đây là con 212 ha, 212. Kèo bao thơm luôn nha anh em, kèo thơm phức luôn. Rồi thì cái xe này là của thợ nha, chứ không phải là của khách. À, mình nhận cho anh em thợ thôi. Thì cái xe này là xe bị chết bơm, hư kim mà bữa đó anh em. Thì mấy nay lâu bu thì sau khi thay bơm, thay kim, nổ vẫn ngọt ngào bình thường. Đó, thì thay bơm, thay kim xong nổ máy vẫn ngọt ngào bình thường ha. Đó, nhưng mà chạy nóng máy lên là nó hay bị liệm tắt máy nha. Hay bị liệm tắt máy, nóng máy lên rất hay bị ha. Thì xe này mấy giang hồ rồi, thứ nhất là câu chở cho IAT ha. Xe này giang hồ mới thay cái nồng. Đây, xe này là giang hồ mới thay cái nồng ha. Mới thay cái nồng. Cái xe này là cái xe thay bơm thay kim nha anh em. Xe thay bơm thay kim. Thì mình nhận của anh em thợ thôi. Thì mình nghĩ kèo này kèo thơm. Mình nghĩ là anh em thợ nói mình là xe này anh kiểm tra dùm coi bơm như thế nào. Thì mình làm bơm thôi. Sau khi làm bơm xong lên 3,1 kg. Thì chào mọi người ha. Sau khi làm bơm thì thấy bơm lên 3,1 kg. Thì khoái chí nghĩ là kèo thơm làm bơm giao kiếm 100-200 ngàn cho khỏe không. Tại xe của thợ ăn uống gì đâu anh em. Thay bơm xong rồi lấy kim ra, nó rặn không ra giọt nào luôn. Rồi để lên siêu âm, để lên siêu âm ha, siêu âm 4-5 lần, rồi xúc 4-5 lần, gán nhồi nhét mà nó không đáy nổi luôn đó. Phải thay cái kim, nghĩ thay kim vô xong ngon cơm thì thay kim vô xong nổ ngọt ngào ha, ganh ti nhuyễn nhừ nhuyễn băng. Rồi ra chạy nóng máy lên hồi là liệm tắt máy đó, liệm tắt máy dù còi gắt lỏng ha, còi gắt lỏng mà hụp ra đầu nha anh em. Đó, hụp ra đầu thì giang hồ câu chở ha, câu chở đó, câu chở giang hồ, câu chở là một lông thì giang hồ mới làm. Kèo lâu lâu đụng kèo thơm, cứ nhiều lúc á mình nhận là mình nghĩ là mình làm bơm thôi, nhưng mà cái khả năng của anh em, tại vì anh em không có được đào tạo qua FI nên là anh em thấy cũng chua, anh em nhờ mình thì mình nghĩ là nhanh thôi, làm bơm vô nhanh xong rồi giao, làm bơm xong lồi kim phun, lồi kim phun xong rồi lồi ra tới số bắp đó, lồi tới số bắp. Bây giờ tại xe này sáng mình quay lên mình nói với anh em rồi cho em trai thấy luôn. Xe này sáng chắc sáng lấy nha em trai, sáng lấy. Bây giờ anh gán anh gáp vô cho nổ máy thôi, rồi tắm rửa. Đây kim mới nha anh em, kim mới mình thay, mới thay kim rồi vô ngon lành ha. Đó thì anh em cứ đừng có mà cứ nghĩ là hụp ra đầu nó nhiều nguyên nhân nha, chứ không phải lúc nào nó cũng bị, là tụt hơi cũng bị, bugi cũng bị, mô bin sườn cũng bị, xúc bắp cũng bị, kim phun cũng bị, áp bơm cũng bị. Nên là cứ không phải cứ nghe nói là xe chạy hay tắt máy cái là thay lửa hay thay bơm. Nhiều lúc mà nó chết luôn á thì anh em dễ xử ha, còn mà dạng như là nó dở dở gương á, nó muốn nó ngọt, nó muốn nó chết á. Đó, nó muốn nó vợ nó muốn chết nó thì anh em bệnh theo nó luôn nha. Ở cái nồi chạy ngon hôm qua nãy thay bugi vô là ok đúng không? Cái xe đó đó chiếc đó nè anh em, đó khách luôn, xe hôm qua mình đi full nồi cho khách đó, xe mới mấy ngàn cây thôi, bay quặng là bay luôn hả, bị cái bugi nha anh em. Đó, xe đó là mình làm nồi mình remap đó, nhưng mà vì quá mới nên là không có thay cái bugi, thì lấy cái bugi nãy mới vừa thay nè anh em. Thì anh em mà vô mà tâm lý anh em yếu mà nghe khách nó mua xe tôi mới mà tại sao mà đây cái bugi của Vario mới chạy đây, mới ten xà beng luôn đó, mới ken xà beng luôn má, giờ bị rất là bốc nha, nhưng ra đầu bị hụp không cho thay, mình cũng đè mình thay luôn. À, 4,8 kg đó, 4,8 kg một phát, một giờ quặng là bay không. Rồi thì xe này làm một mình nên là mình làm biến gị ra nha anh em, mình làm biến gị ra rồi mình chỉ cần mình tháo hai cây phuộc ra, gạt cái chống ngang ra, rồi bên này lót cái ghế vô, rồi ngồi đây là bắt đầu là canh cam canh cò rồi thoải mái ha, rộng rãi luôn. Nói chung là làm một mình nên là hạn chế tối đa, cái nào mở cần mở, thậm chí cái này em còn không mở mà đó. Đó, nhưng mà anh em chú ý cái dây ba, một chùm dây chỗ này ha, nó căng quá có thể nó giãn quá, nó gị hỏi đứt dây, nó giật má hú luôn nha anh em. Nó làm sao mình canh cho nó vừa thôi, thì khi mà để lên như vậy không cần ben cái gì ở đây hết thì anh em là có thể gị đầu lòng ra, anh em làm thoải mái rồi, chống chảy luôn ha, canh cò trên cò dưới nhìn thẳng siết ốc thoải mái rộng rãi, khỏi phải gị cái này ra. Đó, thời đầu của em, thời đầu tiên em làm xe ga thì nói chung là
thích thể hiện lắm, tháo hết dàn áo, gị dắt dây nhợ, gị nguyên cục máy ở ngoài nhìn cho sang chảnh, hồi gáp lại thấy mẹ luôn nha anh em. Nên là giờ làm cứ tiết kiệm thời giờ được giúp. Bơm xăng thì mình làm mình cũng không có mở nhiều, mình mở ra đây thôi. Rồi bắt đầu mình gái cho hai bên mình dùng cái mình làm cái đầu này chữ V đúc ngay cái này bảy cái bậc và nó xuống. Đó thì đó anh em thấy giờ nó rộng rãi không? Đó, rộng rãi các thoải mái làm ha. Đó, rộng rãi. Còi chưa canh, chưa bắt ốc cam. Đó, chưa xiết ốc cam. Đó, thì xe cứ vô cứ không phải nó không có bệnh nào giống bệnh nào anh em ơi. Có chiếc thì TB nó bị rớt, điện áp TB nó bị rớt một dãy nào đó thì có thể là nó bị hợp ở một cái đoạn nào đó nó bị rớt áp chỗ nào thì nó hợp chỗ đó. Có cái nó không bị TB, có cái nó bị mua bình sườn mà nó bị lúc nóng mới ghê chứ. Ví dụ mà nó chết luôn anh em dễ làm đúng không? Chào anh em ha, cái nào nó chết luôn anh em dễ làm. Còn mà dạng nó nóng lên nó muốn thì nó mới lật ra, mà hồi nó có nó lại nữa thì nó giật mình thôi. Thì làm nhiều thì ăn hành nhiều thì từ anh em quen. Đó, anh em quen chứ cái kinh nghiệm thì anh em chỉ chia sẻ phần nào thôi. Quan trọng là anh em phải chịu lăn lộn với nó. Đó, nói chung phải lên bờ xuống ruộng với nó thì từ anh em giỏi thôi. Còn mỗi anh em mỗi dùng thì làm xe nào quen xe đó thì cứng xe đó ha. Đó, nhiều lúc anh em có kêu mình hỗ trợ như là những cái dòng xe mà dùng mình ít á, mình cũng có thể từ chối, mình biết tới đâu mình nói tới đó ha. Một ngày thì anh em điện cho mình rất là nhiều. Đó, anh em điện rất nhiều, nào nồi niêu son chảo đèn mạch u tùm lum tùm la hết đó, thì cái nào mình hỗ trợ đừng hỗ trợ ha, mình chơi rất là nhiệt tình thoải mái luôn, nhưng mà mình không có mua bán gì hết. Đó, chơi vậy nhưng mà nhiều anh em ghét lắm anh em ơi. Còn chưa chỉnh cò ha, không biết giang hồ nào câu chở vô vô đây. Đó, thiệt lại mấy đại ca luôn. Xe thì uống xăng thì bệnh, áp bơm thì đụng ký 8, ký 9, kim thì đụng gặn ra xịt, má muốn đái ra đái đái, không nổi luôn, cũng lại thiệt chứ. Xe này của thợ, tại mình thợ, mình nói thợ nói thôi anh giúp em đi rồi mở ra thấy xúc bắp luôn, chứ mình nói là mình bao cho anh em là mình làm bơm, làm kim, rồi kiểm tra hết các kiểu rồi bugi mua bình sườn mình đã kiểm tra hết rồi, mình tháo mấy cái chở trong đây ra hết rồi, mình chỉ kêu anh em là về nhà sấy giùm, nhưng mà anh em nói không biết là như nào, anh em kêu thôi lỡ giúp thì mình sẵn mình giúp luôn. Đó thì mới nhận thêm một em nha anh em, đây cũng tay tả nha, tay tả này mà ở gần Di Bằng, trên Di Bằng anh làm mấy cái này lại đó. Bô thì gãy ha, banh chành. Xe này thì không biết giờ chừng nào xong đây, không biết có gùng sườn hay không. Xe này thì của một em gái thôi, em gái, nhưng mà em gái cũng đam mê tốc độ nên chạy niền đồ. Niền này, mấy cái niền này cũng hên xui anh em ơi, có chiếc thì ép lại. Hắn giờ mình còn đang bị dính cái con 81. Xe quen quá từ chối không được, gã cái máy ra nay để nó gần tháng chưa gáp cho người ta nữa anh em ạ. Đây còn đang bị con siêu xe này 81 ha, cũ xíu mà đầu zin cái gì cũng còn hết, của nhà giàu, bây giờ 81 86 gì đó, nhà giàu mà không gáp không được, không chỗ đi luôn anh em. Đó, cái chỗ mình chặt ở vậy anh em thấy nè, mỗi lần đi phải bước chèo không có vậy, mình đâu có nhận xe mà dạng như là để lại đâu. Tiệm đó buổi tối là còn từ đây qua đây được 2 mét, không biết được mét mấy nhưng được 2 mét nữa. À, thì quay lên cho em coi ha, em biết cái xe này cũng tốn thời gian của anh nhiều, đó tốn thời gian của anh nhiều thì giúp em thôi. Xe này làm anh lấy 200 tiền công ha, giá này mến thì anh nhận anh làm cho em thôi, chứ bình thường nếu mà lại em đưa anh 200.000 để anh mở xe chiếc bắp cho em, anh đưa anh 400 anh cũng không làm rồi nha em ơi. Kim phun 400 nha, rồi giờ em muốn búa người ta nhiều búa, rồi kim phun 400 lỗi bơm hãng anh mua rồi anh lấy anh lỗi bơm là 400 ha, nạp phần mềm thì để 100-150 gì đó, tại vì em tính người ta 400 mà đó, 100-150 gì đó thì đó anh em mình tính sau. Giúp lần này hơi lần sau là giá phải cao xíu em ơi, thời gian anh gáp xe hơi bị lâu ạ. Rồi vậy ha anh em ha, rồi chào anh em. Thì xe này
quay lên thì nói nhiều vấn đề thôi, chứ không phải là khoe khoang cái gì trong xe này hết. Tại vì xe nhận của thợ mà em trai này nó không có kết bạn Facebook với mình luôn, cũng nó không xài Zalo luôn. Quay lên đây nãy mới kêu kết bạn thì vô coi ha. Xe này anh giúp cho em mai lấy. Đó. Mai là cố gắng mai anh đi ăn sáng xong anh về anh giao. Xe thì đầu tiên thì khó nổ. Đó, khó nổ, hao xăng, nóng máy tắt. Thì khi kiểm tra bơm, làm bơm rồi lại xong rồi ngon lành rồi. À, hay lỗi rồi giờ 3 kg mốt, kim mới, bugi mới thì nổ có, bắt đầu là vẫn bị hụp đó, xúc bắp là quá nặng, vệ sinh buồng đốt xong cũng không xi nhơi rồi vậy ha. À, em sợ mấy anh lớn thì chê cầu chở vậy, cầu chở vô đây đó, nằm có đúng một chỗ một luôn. Mấy cái dòng xe này nó hay bị cục này lắm nha anh em, cẩn thận ha. Đó, xe này hay bị cục này, cái chiếc xe bị tai nạn cũng bị cục này á anh em. Để 2-3 ngày hết bình á thì mình tháo dục ra luôn thì hết rồi. Rồi ha, vậy anh em ha, sẽ anh em những cái mà dễ đâu, like cho anh em xem cho vui. Đáng lẽ hôm nay nghỉ anh em, sáng này mình đi chích mũi thứ ba đó, chích mũi thứ ba thì hiện tại không biết tối nay có bị hành hay không thì không biết. À, mà cái lúc mà chích vô thì nó hơi thốn, vô tình được chích thôi chứ cũng đâu có hẹn trước hẹn sau đâu, chưa ăn uống mẹ gì hết, cái tự người ta kêu thôi lên em ơi, lên đút mũi ba thì bắt đầu lúc đó chơi gói mì gói ra ăn được nửa tô cũng nhảy đi chích. Chào mọi người. Em thì có cái tật là thường em like em ít có nhìn vô trên cái màn hình điện thoại lắm, nên anh em nhiều lúc vô chào hỏi em không có để ý á, tại em thường em gọi vô đây nè đó rồi em nói, nên nhiều anh em vô thấy cũng vô chào mà không thấy trả lời, thì một hồi xong cái mình mới xem lại mình nhắn mình trả lời nha anh em, thay lòng. Xe này không biết lúc trước nó bị gì mà mấy anh thay lòng rồi gắn chở vô đây ha, mà trong khi đó bơm với kim phun thì mấy anh không làm thì mình cũng không hiểu đó, vậy nó tốn rất là nhiều chi phí ha, rất nhiều chi phí đó. Đúng bệnh thì nó đỡ tốt, nó nhanh đó, nó nhanh. Ví dụ giờ nó bị những cái nhỏ thôi anh em, giờ anh em làm hết nguyên cái máy luôn, có nhiều anh em mình không hiểu ha, làm cái máy 4-5 triệu, cái chụp bugi không thay, giữ lại luôn đó, nó thay cái bugi thay bugi thì dám thay mấy cái bugi 90-100 ngàn đó, cái chụp bugi để lại má giặt má hú luôn, mình cũng lại luôn đó, làm xong nguyên cục máy, làm xong nguyên cục máy rồi đúng không, cái bắt đầu là bơm không đo, cái bắt đầu vô có nói sao mà khó nổ rồi hụp ra đầu này kia đâu. Nói chung là anh em phải, đâu có cái gì mà nó văng tới miệng đâu, anh em làm xe anh em muốn xe ngon là anh em phải bỏ thì giờ anh em phải kiểm tra cho người ta từ bơm xăng kim phun đồ lửa củi rồi đúng không, anh em phải tìm kiểm tra cho nó kỹ càng là hết, chứ còn mà đầu ngon đâu có tới phiên mình, nó đầu ngon toàn xương không á, vô cứ tưởng thịt bay vô táp đi mà mất cổ thấy mẹ luôn, đầu ngon thường ít tới mình lắm, nó đi đâu không à đó. Thì vậy nhiều lúc mà muốn giữ cái uy tín thì phải bỏ thời gian ra, dù không có lấy được tiền nhưng mà cũng phải bỏ thời gian ra làm cho nó trọn vẹn cho người ta, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng ngon đâu anh em. Ví dụ mà khách họ biết họ thương mình á, mình làm bác sĩ giỏi mà còn bỏ đồ vô lỡ làm còn bị sót mà đó. Ví dụ họ thương mình á, xe trục trặc alo anh ơi em ơi xe nó vẫn còn bị vậy này kia, họ quay lại họ cho mình khắc phục mình đỡ, còn nhiều người họ không có cho mình cơ hội chỉnh luôn á anh em. Ví dụ gắn vô lỡ bị trục trặc gì là họ bỏ mình, họ đi chỗ khác rồi, họ nói chung mua nhiều lắm. Làm nghề này cũng hơi bị vất vả ha. Rồi thôi vậy anh em ơi, giờ cũng tối rồi, mình kết thúc cuộc livestream này ha. Đó, xe này bị nhiều, rất là nhiều bệnh xúc bắp. Rồi giờ xong vậy ha. Rồi xe này mai sáng anh giao cho em ha, xong xuôi xe này hết luôn chắc cũng 1-2 triệu gì vậy. Mà anh biết cái xe này xong về em tính người ta, anh nghĩ chắc cũng phải từ 2 triệu trở lên. Để ngày mai để anh coi thử coi ngày mai tâm trạng anh, coi sao tâm trạng anh, ví dụ mai buồn thì anh kê mỗi thứ lên 100 ngàn, còn mai nếu mà tâm trạng anh khỏe khỏe mà chích ngừa về không bị giặt á, không bị giặt thì mai anh vẫn tính như giá nãy ha.
Nếu mà ngày mai tâm trạng không vui mà bị ấy ấy, để anh coi ngày mai coi coi có cuối tháng chưa, cuối tháng đóng tiền điện rồi tiền này nọ, ngày mai anh kê lên mỗi thứ 100.000. Rồi vậy anh em ha, chào anh em. Chào mọi người nha.